Chip ơi, mau vào đây. Ơ, đồi chè xanh bát ngát. Mình đang ở Mộc Châu hả Tít? Sai rồi, để cho cậu đoán lại đấy. À, nếu không phải là Mộc Châu thì là Thái Nguyên đúng không? Chính xác, Chip cũng am hiểu phết đấy. Chứ sao nữa, tôi không biết ở Thái Nguyên có chùa Thác Vàng và cả hồ núi Cốc, núi Phượng Hoàng, rất nổi tiếng nữa. Mình cắm cờ đã Tít ơi, còn bắt đầu bài học hôm nay nữa chứ. Mình cắm cờ nhé. Đã xong. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học bài từ trái nghĩa. Giờ cô có trò chơi nói ngược. Cô sẽ nói một từ, Chip và Tít sẽ nói ngược ý cô. Từ đầu tiên là khóc. Không khóc ạ. Các em phải tìm từ mới, không được thêm từ không đằng trước. Vậy là cười ạ. Vui. Buồn. To. Bé. Ốm yếu. Khỏe mạnh. Khỏe khoắn. Chính xác. Từ cuối cùng này, lười biếng. Chăm chỉ. Các bạn giỏi quá. Những từ trên có nghĩa trái ngược nhau nên gọi là từ trái nghĩa. Các em chú ý lên bảng, cô có câu: bạn ấy thì mập mạp, còn tôi thì gầy gò. Những từ nào trái nghĩa với nhau vậy Tít? Thưa cô, là mập mạp và gầy gò ạ. Tít nói đúng rồi, giờ cô sẽ hỏi Tít thêm nhé. Hai từ này đứng cạnh nhau để làm gì? Em không rõ ạ. Thưa cô, hai từ này đứng cạnh nhau để nhấn mạnh hai bạn đó có ngoại hình trái ngược nhau ạ. Đúng rồi, khi đặt hai từ này cạnh nhau, chúng sẽ làm nổi bật sự vật đối lập. Giờ cô có thêm nhiệm vụ cho hai bạn đây. Các bạn hãy tìm từ trái nghĩa để điền vào chỗ trống. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Câu đầu tiên. Tớ có cuốn sách, còn cậu có cuốn sách nhỏ. Điền từ to ạ. Đúng rồi, vậy còn quán này có món ăn rất, quán kia thì nấu dở tệ. Thưa cô, là từ ngon ạ. Câu tiếp theo, món này thì nhạt, còn món kia lại. Từ cần điền là gì vậy Tít? Thưa cô, từ mặn ạ. Thế còn, chiếc váy này có màu nhạt, chiếc còn lại có màu... đậm ạ. Chúng ta có thể dùng từ mặn trong câu này được không Tít? Tất nhiên là không thể dùng từ mặn, vì chẳng có ai gọi là chiếc váy mặn cả. Chính xác. Các em lưu ý, khi sử dụng cần chọn lựa từ trái nghĩa cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Tiếng Việt thật diệu kỳ! Tít ơi, hôm nay chúng ta chơi trò gì nhỉ? Tớ chưa nghĩ ra. À, hay là chúng mình cùng chơi trò nói ngược như cô đã làm đi. Ừ, ý hay đấy. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng chơi trò nói ngược nhé. Các bạn cùng rủ thật nhiều người chơi cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chúng tớ đi hái chè đây. Đây là chiếc áo.